Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hãy đóng cửa tiệm và đến giúp ta. Khi chúng tôi lau chùi và làm thông khí phòng ngủ, thay vải trải giường và thay những cánh hoa mới trong những chiếc thau sành, Jilema bắt đầu hát bằng tiếng Ả Rập và bà tiếp tục ngân nga khi nấu món cháo sữa chua, món kibi và món tabule. Rồi tôi đổ nước đầy bồn tắm, nhỏ vào đấy vài giọt tinh dầu chanh và Jilema luồn vào nước, thở dài khoan khoái, mí mắt khép hờ, mỉm cười với thác thiên thần, chìm vào hoài niệm nào đó không biết. Khi nước cốt giả đã nguội đi, bà đòi đưa mỹ phẩm, rồi tự ngắm mình ra vẻ hài lòng trong gương và bắt đầu đánh phấn, rồi phủ phấn hồng lên gò má, tô son lên môi, đánh bóng mắt màu xà cừ. Bà ra khỏi phòng tắm phủ một chiếc khăn lông và nằm dài trên giường để tôi xoa bóp. Sau đó bà chải tóc, bới lên hàm búi và mặc một chiếc áo dài hở cổ. Ta có đẹp không? Bà hỏi để biết. Dân, ta có vẻ trẻ chứ? Dân, ta có vẻ bao nhiêu tuổi? Như trên tấm hình ngày cưới của bà. Tại sao con nói với ta về chuyện đó? Ta không muốn nhớ lại đám cưới của mình, cuộc ngày để ta một mình. Bà ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng mây dưới hàng hiên của sân trong, nhìn ngày tắt dần và chờ người tình trở lại. Tôi ở bên cạnh bà, không dám nói với bà rằng Kaman đã bỏ đi. Jilema đu đưa trên ghế hàng giờ, rình rập anh ta bằng mọi giác quan, trong khi tôi ngủ gà ngủ gật trên ghế. Bữa ăn bắt đầu khét trên bếp, mùi hoa kín đáo tỏa ra trong phòng ngủ. Khoảng 11 giờ đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, sợ hãi vì sự tĩnh lặng lan tỏa xung quanh. Đàn dế im bặt, không khí như bị xiềng xích, không một chiếc lá nào động đậy ở sân trong. Hương khoai lạc đã tan, bà chủ tôi vẫn nằm trên ghế, áo nhăn nhúm, tay nắm chặt, mặt đẫm lệ, lớp trang điểm của bà đã loang lổ và nhòe nhẹt, giống như một chiếc mặt nạ bị bỏ quên dưới mưa. Hãy đi ngủ đi, thưa bà, đừng đợi anh ta nữa. Có lẽ ngày mai anh ấy sẽ về. Tôi năn nỉ bà, nhưng bà không nhúc nhích. Chúng tôi ngồi đó suốt đêm. Tôi nghiến răng, mồ hôi tuôn dọc xương sống tôi. Và tôi cho rằng những triệu chứng đó là do vận rủi đã vào nhà. Nhưng đây không phải là lúc dây dưa với sự khó ở của mình, vì tôi nhận ra có điều gì đã vỡ nát trong tâm hồn của Jilema. Tôi khiếp đảm khi nhìn bà. Đó không phải là người mà tôi từng biết, nhưng bà đang quá thân thành giống rau cải khổng lồ. Tôi pha cà phê cho hai chúng tôi, mang đến cho bà, hy vọng bà trở lại như xưa, nhưng cứng đờ như một pho tượng, mặt hướng về cửa sân trong. Bà không buồn nhúng môi vào cà phê. Tôi uống hai ngụm cà phê có vị chát và đắng. Cuối cùng, tôi khuyên được bà chủ rời ghế xích đu và cầm tay bà đưa vào phòng ngủ. Cởi quần áo cho bà, lau người cho bà bằng khăn ướt rồi đặt bà nằm xuống. Tôi kiểm lại xem hơi thở của bà có dịu chưa, nhưng nỗi đau khiến mắt bà phủ đầy mây mờ và bà lặng lẽ khóc không ngừng, không dơi. Rồi tôi đi như một kẻ mộng du ra mở cửa hàng. Đã nhiều giờ rồi tôi không ăn gì và tôi nhớ về những năm tháng bất hạnh trong đời mình. Trước khi được Riyad Halabi đón nhận, ngày mà dạ dày tôi tắc nghẽn và tôi không thể nuốt bất cứ thứ gì. Tôi bắt đầu mút quả sơn tra, cố gắng không nghĩ đến gì nữa. Cô bà thiếu nữ đến tiệm Duyên Ngọc Phương Đông, đòi gặp Kaman. Tôi trả lời họ rằng anh không có ở đó và tốt hơn nên quên anh ta đi, vì thật ra đó không phải là một con người. Anh ta chưa bao giờ tồn tại bằng xương bằng thịt. Đó là một ác thần đến từ bên kia hành tinh để khuấy trộn huyết quản họ và làm hồn họ chao đảo, và các cô sẽ không gặp anh ta nữa. Anh ta đã biến mất, cuốn theo chính cơn gió nghiệt ngã đã đưa anh ta từ sa mạc đến Agasanta. Các cô bỏ đi đến quán trường để bình luận tin này, và những kẻ hiếu kỳ bắt đầu diễu hành để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết gì hết, hãy chờ ông chủ về. Tôi tìm cách không trả lời. 12 giờ trưa điểm, tôi mang chút ít súp cho Jilema và định bón cho bà ăn từng thìa. Nhưng tôi không nhìn ra những lỗ và tay tôi rung bắn lên khiến súp đổ hết xuống sàn nhà. Thình lình người đàn bà đông đưa từ trước ra sau, mắt nhắm nghiền, vừa than vãn, vừa thốt ra lời vang vĩ the thé và nài nỉ như tiếng rên của mỹ nhân ngư. Bà im đi, Kaman không về nữa đâu. Nếu bà không thể sống thiếu anh ta, bà chỉ cần đứng dậy đi tìm anh ta cho đến khi gặp được mới thôi. Không thể làm chuyện gì khác đâu. Bà có nghe không, bà chủ? Tôi lắc bà khiếp đảm vì bà đau đớn đến nhường ấy. Nhưng Jilema không đáp, bà đã quên hết tiếng Tây Ban Nha. Và không ai còn có thể nghe bà nói một chữ nào bằng ngôn ngữ này.
tôi lại đưa bà về giường cho bà nằm và nằm bên cạnh bà, lắng nghe từng hơi thở của bà cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ say vì quá kiệt sức. Khi đang ở trong tình thế này thì Riyad Halabi tìm thấy chúng tôi khi ông về tới vào nửa đêm. Chiếc xe tải nhỏ của ông chở đầy hàng hóa mới và ông không quên mang quà về cho gia đình. Một chiếc nhẫn nạm hoàng ngọc dành cho vợ, một chiếc áo dài lụa xuyên thấu cho tôi, hai chiếc áo sơ mi cho cậu em họ. Có chuyện gì xảy ra ở đây? Ông hỏi ngạc nhiên vì trận gió bi kịch vừa thổi qua nhà ông. Kamal đi rồi, tôi cố ấp úng. Sao vậy? Đi đâu? Cháu không biết, đó là khách của chú. Cậu ấy không thể bỏ đi mà không báo trước, không từ biệt. Julema không khỏe chút nào. Chú nghĩ rằng cháu còn bệnh nặng hơn bà ấy. Con gái cô ta, cháu sốt như bị quỷ bắt ấy. Những ngày sau đó, nỗi sợ toát ra qua lỗ chân lông của tôi. Tôi hạ sốt lại ăn ngon miệng. Đương nhiên là Julema chỉ có chút ít rối loạn sơ sài thôi. Bà thất tình và không ai mà không biết ngoài người chồng không muốn thấy gì cả. Từ chối liên hệ sự biến mất của Kamal và sự suy sụp của vợ. Ông không hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, vì ông linh cảm câu trả lời sẽ chứng thực sự thật mà ông buộc phải trả thù. Ông có lòng trắc ẩn nên không thể xẻo vú người vợ phản bội hay đi lùng bắt cậu em họ, cắt bộ phận sinh dục của anh ta rồi nhét nó vào miệng anh, như truyền thống của tổ tiên quy định. Julema luôn câm lặng và quể quải, thỉnh thoảng lại khóc, không ăn ngon miệng, không màng đến radio hay quà tặng của chồng. Bà bắt đầu gầy đi và trong vòng 3 tuần, làn da bà chuyển sang màu nâu đen như một tấm hình của thế kỷ trước. Bà chỉ phản ứng khi Riyad Halabi muốn vuốt da mình, bà co rúm lại thủ thế, mặt đầy hận thù. Trong một thời gian, khoa học riêng của tôi ở nhà cô Ines và công việc của tôi ở cửa hàng bị ngừng trệ. Suất coi phim hàng tuần ở nơi chiếu phim lưu động cũng không tiếp tục nữa vì tôi không thể rời đầu giường của bà chủ. Cả ngày cũng như đêm phải săn sóc bà. Riyad Halabi thuê hai nhân viên để làm việc nhà và giúp việc ở tiệm Duyên Ngọc Phương Đông. Khía cạnh tốt đẹp của chuyện này vào thời kỳ đó là ông chăm sóc tôi như trước khi Kamal đến. Ông lại bảo tôi đọc lớn tiếng hay kể chuyện bịa cho ông nghe. Ông mời tôi chơi domino và để tôi thắng. Dù khí hậu trong nhà nặng nề, chúng tôi cũng kiếm được cớ để cười. Vài tháng trôi qua mà không có thay đổi gì đáng kể về tình trạng của người bệnh. Dân chúng Agasanta và các làng lân cận đến để hỏi thăm. Ai nấy tặng thuốc viên siro để săn sóc người mụ mẫm, rồi vitamin, viên nhộng, súp gà. Họ không làm thế vì quý người đàn bà ngoại quốc đáng khinh và cô độc, nhưng vì thương mến người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông thật tốt bụng với mọi người quen biết, họ nói. Và ngày kia họ đến với một bà nông dân già bí hiểm, bắt đầu hút xì gà, nhả khói vào mặt bệnh nhân và kết luận rằng người này chẳng mắc bệnh gì được khoa học biết đến, chỉ là thất tình quá lâu thôi. Bà ấy nhớ gia đình, tội nghiệp, người chồng giải thích, và ông đuổi bà da đỏ trước khi bà phanh phui nỗi ô nhục của ông. Chúng tôi vẫn không có tin tức gì của Kamal. Tổn thương vì lòng hiếu khách của ông lại bị đáp trả bằng sự vô ơn. Riyad Halabi không bao giờ nhắc đến tên anh ta nữa. Chương 7. Ron Gatley bắt đầu làm việc với ông Aravena đúng vào tháng mà những người Nga đã phóng một con chó cái lên không gian trong một chiếc tàu vũ trụ. Chỉ có người Xô Viết mới làm một điều như vậy, họ không tôn trọng cả súc vật. Cậu Robert kêu lên khi nghe tin trên, không có gì để xào nấu. Sao hết, đó là một con vật hết sức bình thường, nó không có nòi gì. Mở Weekend đáp mà không ngước mắt lên khỏi chiếc bánh ngọt mà mở đang làm. Hai lời bình phẩm trái ngược nhau, kéo dây kéo nhợ một cuộc tranh cãi quen thuộc giữa hai vợ chồng. Mỗi ngày thứ sáu, họ đều gấu ó với nhau và sổ vào mặt nhau những lời trách cứ mà họ đã tích lũy từ 30 năm sống chung. Trong số những chuyện lộn xộn, Ruben lần đầu tiên nghe được vợ mình tuyên bố rằng bà luôn ghét bọn chó mà việc nuôi và buôn bán chó khiến bà nôn mửa, và bà cầu trời cho những con bẹt xe đứt đáng nguyền rủa kia bị mắc bệnh gì đó và chết rao đi. Về phần mình, Ruben biết chồng đã nắm chắc hồi còn trẻ bà từng phản bội ông, nhưng ông giữ im lặng để cứu vãn cảnh vợ chồng yên ấm. Họ trao đổi với nhau những lời phàn nàn tưởng tượng và cuối cùng kiệt sức làm gì thế. Khi thứ bảy, Ron đến thuộc địa, chàng thấy nhà đóng cửa và tưởng rằng cả nhà đã mắc bệnh cúm châu Á. Vào mùa đó đã càn quét khắp nơi, Bixen nằm dài trên giường suy sụp, chùm một chuyến gạc tẩm húng dỗi trên trán, trong khi Robert đỏ mặt tía tai vì tức giận, giam mình trong sưởng mọc với lũ chó đẻ và 14 chú chó con mới đẻ.
đang bận thao tung một cách có bài bản những chiếc đồng hồ treo tường để bán cho du khách. Các cô em họ của chàng mắt sưng húp vì khóc nhiều. Hai cô nàng lẳng lơ đã kết hôn với hai chàng sản xuất nến, bổ sung vào mùi quế tự nhiên, mùi nụ đinh hương, mùi vani và mùi chanh là mùi thơm của sáp ong. Các nàng quen đường cũ nơi có ngôi nhà tổ phụ và mỗi ngày đều qua lại giữa tổ ấm của họ và đến làm việc ở nhà cha mẹ, góp tay vào chăm sóc nhà trọ, chuồng gà và chuồng chó. Không ai hồ hởi với những chiếc máy chụp hình mới của Ron Carley. Không ai muốn nghe như những lần khác về hoạt động điều tra dân số tỉ mỉ của chàng hay những rối loạn chính trị ở đại học. Cuộc tranh cãi đã hủy hoại sâu sắc tâm trí của tổ ấm bình ổn này, khiến ngày nghỉ cuối tuần trôi qua mà chàng không thể véo mông hai cô em họ. Cả hai mặt mày như đưa đám, không muốn vũ chăn bông trong những căn phòng ngủ trống trải. Ngày chủ nhật, Ron lên đường về thủ đô, không chịu nổi sự kềm chế dục tình, đành mang về mớ quần áo bẩn trong suốt tuần qua. Không được có phần bánh ngọt và thịt nguội mà thường mở chàng luồn vào vali, và với cảm giác không sao chấp nhận rằng một con chó cái ở Moscow có thể quan trọng hơn chàng dưới mắt của gia đình. Sáng thứ hai, chàng gặp lại ông Aravena vào bữa ăn sáng trong quán ở góc đường, ở tầng dưới của tòa báo. Hãy quên bọn súc vật và những cử chỉ phiền phức của cậu mợ anh đi. Chàng trai à, sắp có những sự kiện lớn lao hơn. Người bảo trợ của chàng nói, trưng một mâm đồ ăn ngon miệng, làm cho mỗi buổi sáng ông thấy mình sống lại. Chứ muốn nói đến chuyện gì, trong 2 tháng nữa sẽ có trưng cầu dân ý. Mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi. Tướng quân nghĩ rằng có thể khai trị thêm 5 năm nữa. Vậy thì đâu có gì mới. Lần này Ron sẽ là gậy ông đập lưng ông và ông ta sẽ bị đấm thẳng vào mặt. Như đã đoán trước, cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trước lễ Noel không bao lâu, kèm theo là chiến dịch quảng cáo rầm rộ khiến cả nước quay cuồng trong những trận kêu gọi, bích chương, diễu hành, quân sự, khánh thành các công trình yêu nước. Ron Carley quyết định làm việc tận tâm, thậm chí với chút ít khiêm tốn, bằng cách khởi đầu từ cấp bậc thấp nhất. Trước tiên, chàng quan tâm đến việc bắt mạch dân chúng, rình rập ở các trung tâm đăng ký, trao đổi với các sĩ quan ở lực lượng quân đội, với công nhân, sinh viên. Vào ngày trưng cầu, người ta thấy đội hiến binh tràn ngập các đường phố, nhưng các văn phòng bỏ phiếu thì rất ít người đến. Người ta tưởng như đang ở tỉnh lẻ vào ngày Chủ nhật. Tân quân thắng thế với đa số phiếu áp đảo là 80% trên phiếu bầu được công bố. Nhưng sự gian lận thật nhục nhã nên có tác dụng ngược đối với dữ liệu và chìm vào tình thế lố bịch. Carley điều tra nhiều tuần và đã thu nhận không ít thông tin mà chàng trao lại cho Aravena với lòng cuồng nhiệt của người mới. Ngẫu nhiên có một số tiên lượng do chàng tự chế. Ông kia nghe có vẻ nhạo báng, thật vô ích khi tìm 12 giờ trưa vào lúc 14 giờ. Ron, khi nào tướng quân còn bị người ta e dè và căm ghét, ông ta còn có thể nắm dây cương chính phủ. Nhưng nếu ông ta chuyển thành chủ đề đùa cợt thì quyền lực đã tụt qua kẻ tay ông ta. Không đầy một tháng nữa, ông ta sẽ bị lật đổ. Quá nhiều năm sống với áp bạo chúa không phải là lý do chống đối. Vài nghiệp đoàn còn hoạt động lén lút, các đảng phái chính trị còn sống sót bên lề pháp luật, và các sinh viên không ngày nào là không biểu lộ nỗi tức giận của mình. Aravena cho rằng chưa bao giờ dòng chảy các sự kiện trong nước được đám đông quyết định, nhưng do một nhóm người can đảm chịu trách nhiệm. Theo ông, chế độ độc tài sẽ tan rã nhờ những sự nhất trí của những người ưu tú, và dân chúng quen tuân lệnh những người chỉ huy sẽ đi theo con đường mà người lãnh đạo chỉ cho họ. Ông thấy điều cốt yếu là vai trò của nhà thờ Thiên Chúa Giáo sẽ có quyền lực to lớn ngay cả khi không ai thèm tuân theo 10 điều răn, và đàn ông muốn tỏ rõ tánh hiếu chiến và quên quan rằng mình chẳng tin gì hết. Phải tìm hiểu ở các cha xứ, ông gợi ý. Đã làm rồi, một bộ phận trong số họ đã kích động công nhân và giai cấp trung lưu, và người ta nói rằng các tổng giám mục sẽ tố cáo nạn tham nhũng và các biện pháp đàn áp của chính phủ. Mợ bực gen của cháu đã đi xưng tội sau khi tranh cãi với chồng, và cha xứ đã mở áo tu sĩ để đưa cho bà một sấp truyền đơn để phân phát trong thuộc địa. Cậu đang nghe ông ấy nói gì? Các đảng đối lập đã ký một hiệp ước. Cuối cùng họ đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì đây là lúc để luồn vào các lực lượng quân đội để chia sẻ và kích động họ. Hoàn cảnh đã chín mùi, hãy tin linh cảm của ta, Aravena nói và đốt một điếu xì gà to đùng của ông. Từ ngày hôm đó, Ron Carley không chỉ quay phim các sự kiện mà dùng khả năng tiếp xúc của mình để giúp phe nổi loạn, và làm thế
chàng có thể đo được sự lên tinh thần của phe đối lập đang gieo rắc bất hòa trong lòng quân đội. Sinh viên chiến trường học trung học và đại học bắt con tin, chiếm trạm phát thanh và kêu gọi dân chúng xuống đường. Người ta tổ chức quân đội với quân lệnh rõ ràng là gieo ra cái chết trên dọc đường đi. Nhưng trong vòng 10 ngày, làn sóng bất bình đã lan tỏa trong nhiều sĩ quan và mọi người tuân theo những điều lệnh rất mâu thuẫn. Trong số đó, bắt đầu nổi lên làn sóng phản loạn. Ông dành dành phản ứng bằng cách gom thêm tù nhân vào hầm. Chính ông lo liệu chuyện này mà không phiền tới quân đội mặc sắc phục. Nhưng các phương pháp tàn bạo của ông cũng bất lực không thể xóa bỏ sự phân rã của quyền lực. Nhiều tuần liên tiếp, đất nước trở nên vô chính phủ. Khắp nơi mọi người bắt đầu nói họ đã vượt qua nỗi sợ đã từng khóa miệng họ rất nhiều năm. Đàn bà giấu vũ khí hủy vái, học sinh ban đêm đi vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền trên tường, và một buổi sáng đẹp trời, Ron mang một túi rết đầy chất nổ đi về phía trường đại học, nơi có một cô gái xinh đẹp đang chờ chàng. Vừa mới thấy cô là chàng đã phải lòng ngay. Niềm đam mê không có ngày mai, vì cô chộp lấy chiếc túi rết mà không hề cảm ơn anh và đi xa ngay, dễ băng đạn, dễ nổ, và không bao giờ chàng còn nghe nói về cô nữa. Một vụ tổng đình công nổ ra, cửa hàng và trường học đóng cửa, bác sĩ ngừng chăm sóc bệnh nhân, linh mục từ chối đến nơi thờ cúng. Người chết không có mộ, người ta không thấy ai ngoài đường, và khi đêm xuống, không có ngọn đèn nào được thắp lên. Như thế, chính nền văn minh cũng thình lình biến mất. Mọi người nín thở, hy vọng trong chờ đợi. Ông dành dành trốn trên một chiếc máy bay riêng để sống lưu vong trong vàng son bên châu Âu, nơi ông có cơ ngơi cũ nhưng thanh lịch để viết hồi ký xây dựng thời quá khứ liệt quanh. Cùng ngày hôm đó, ông bộ trưởng ngồi ghế nhung ở bàn viết, âm thầm bỏ trốn, mang theo rất nhiều vàng nén. Những người đó không phải là duy nhất, trong vòng vài giờ, người ta trốn bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển, toàn những kẻ lương tâm không yên ổn. Còn vụ đình công không kéo dài đến 3 ngày, 25 trung úy thỏa thuận với các đảng đối lập, kích động người của mình và các binh đoàn khác, bị quân nổi loạn lôi kéo cùng liên minh với nhau. Chính phủ sụp đổ và tướng quân có đủ tiền túi cần thiết, bay với gia đình và các cộng sự thân tín trên một chiếc máy bay quân sự do Đại sứ Hoa Kỳ cung cấp. Một đám đông gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con, người phủ đầy bụi chiến thắng, xâm chiếm dinh thự của nhà độc tài và ùa xuống hồ bơi, biến nước thành cháo đặc. Trên nền một điệu nhạc xa do một người da đen chơi trên chiếc đàn dương cầm có đuôi màu trắng, trang hoàng hàng hiên. Dân chúng chiếm tòa nhà của Cục An ninh, lính gác bắn hàng tràng trung liên. Nhưng đám đông xô cửa vào tàn sát hết những người chặn đường họ. Những kẻ tra tấn không ở lại chỗ vào lúc đó. Họ đã bò càng bò lết trốn hết để tránh bị đám đông hành hung. Những cửa hàng bị cướp móc cũng như nhà người nước ngoài bị tố cáo là làm giàu nhờ chủ trương chính trị của tướng quân. Cửa kính của các cửa hiệu buôn rượu mạnh bị đập vỡ và đánh cắp, và những chai rượu đến phiên chúng cũng xuống đường, nơi chúng được truyền từ miệng này sang miệng khác để ăn mừng chế độ độc tài đã chấm dứt. Ron Cạc Lê không nhắm mắt suốt 3 ngày để quay phim những sự kiện hỗn độn như mê sản, điểm xuyết những buổi hòa nhạc ban đầu có nhiều điệu Sarabande và Farandole, những lời văn tục của bọn say rượu. Chàng làm việc như trong một giấc mộng, không quan tâm đến số phận của riêng mình nên chàng quên cả sợ. Chàng là người duy nhất dám lia máy quay phim cầm tay vào tòa nhà Cục An ninh và luôn đứng hàng đầu. Chàng lấy hình những người chết và bị thương chồng chất lên nhau, các mật vụ chạy trốn, tù nhân ra khỏi hầm tâm tối của ông dành dành. Chàng cũng vào dinh của tướng quân và thấy đám đông đập vỡ đồ đạc, lấy dao rạch nát bộ sưu tập tranh, kéo lê ra đường những chiếc áo choàng sóc len và những chiếc áo dài giác kim sa của đệ nhất phu nhân, và chàng còn xoay sở để vào cung khi bất ngờ có hội đồng chính phủ gồm các sĩ quan nổi loạn và các nhân vật dân sự bề thế. Aravena khen ngợi công việc của chàng và đẩy chàng thẳng tiến trong nghề khi đưa chàng vào dây chuyền quốc gia, nơi đó những bài phóng sự táo bạo của chàng đưa chàng thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của báo truyền hình. Kinh nghiệm đã dạy cho mọi người rằng nếu cứ sâu xé nhau, họ chỉ tạo ưu thế cho giới quân đội, nên các đảng phái chính trị tập hợp nhau đưa ra nền tảng chung. Các nhà lãnh đạo lưu vong vài ngày sau đã quay về ổn định và bắt đầu xen vào các nấc thang chính trị. Trong lúc đó, cánh hữu gồm các thương gia và các ông trùm
liên kết chặt chẽ với cuộc nổi dậy, nhanh chóng chiếm cung và chỉ trong vài giờ đã đặt tay lên các chức vụ then chốt, ngạo nghễ về đủ thứ mánh mung. Nên vào ngày nhận nhiệm vụ, vị tổng thống mới hiểu rằng ông không còn cứu cánh nào khác để cai trị ngoài việc thỏa hiệp với phe này.